Ngoài việc tìm kiếm thức ăn và nước uống, chúng ta còn cần phải làm cho mình một nơi trú ẩn an toàn nữa. Đây chính là lúc mà chiếc xẻng bộ binh của tôi sẽ phát huy tác dụng của mình. Việc của một con dao găm đa năng không thể làm được. Đây chính là chiếc xẻng bộ binh của tôi. Đa năng và tiện ích. Với phần lưỡi rất sắc bén, cứng cáp và chắc chắn. Các bạn thấy chứ, chiếc xẻng này vô cùng sắc bén. Nó làm việc giống như một lưỡi dao vậy. Nếu các bạn làm đất, các bạn sẽ có thể phải đối mặt với một số vấn đề như rắn rết, bọ cạp. Hoặc tệ hại nhất là bạn có thể sẽ bị cảm. Vì cơ thể của bạn, trong cơ thể bạn mang điện tích dương, mà khi chúng ta làm trực tiếp xuống đất thì cơ thể ta sẽ bị hút âm vào. Đó là điều vô cùng nguy hiểm và là một lỗi mà rất nhiều người đã mắc phải. Nếu như chúng ta làm trực tiếp xuống đất, chúng ta sẽ bị hút âm. Cơ thể chúng ta nhẹ thì sẽ bị mệt mỏi. Hoặc nếu nặng, chúng ta sẽ có thể bị cảm và đột tử chết trong đêm. Chính vì vậy, việc ngủ và giữ sang, giữ cơ thể xa mặt đất là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết. Để cho chiếc giường của mình êm ái hơn trong giấc ngủ đêm nay, tôi sẽ dùng những cành lá nhỏ để lót lên chiếc giường này. Như vậy chúng ta sẽ ngủ sẽ êm hơn đấy. Thử nào. Nó rất là chắc chắn. Nó có thể chịu được trọng lượng tới vài trăm kg. Tôi chỉ có 80kg thôi. Cho nên chiếc giường này hoàn toàn an toàn với tôi. Thật là mệt mỏi. Nhưng không thể dừng lại ở đây được. Tôi cần phải gia cố cho chỗ cũ của mình một cách chắc chắn hơn nữa. Bây giờ tôi sẽ làm một chiếc mái cho nó, để có thể che chắn được nếu như đêm nay có mưa. Ngoài ra còn phải mắc màn để ngủ nữa. Không được chủ quan khi ngủ trong giường nữa các bạn ạ. Tôi sẽ sử dụng tới áo mưa dã chiến của mình, một trang bị cá nhân. Tôi đã làm xong mái che cho nơi trú ẩn của mình đêm nay. Nếu như nó có mưa thì tôi cũng sẽ không bị ướt. Các bạn hãy nhớ rằng nơi trú ẩn của chúng ta không cần đẹp, nó chỉ cần chắc chắn và đảm bảo chúng ta không bị ướt. Qua thời gian vận động, tôi đã tốn rất nhiều năng lượng và cần phải làm thêm năng lượng cho mình. Không chỉ là thức ăn và nước uống, mà tôi còn cần nghỉ ngơi nữa. Chẳng còn gì cả. Những giọt nước cuối cùng đã hết. Tôi còn cần di chuyển và cần tìm được cho mình một chút nước để uống. Nếu không tôi sẽ không thể chống chọi được. Tôi đã mất rất nhiều mồ hôi, tiêu thụ rất nhiều calo. Bây giờ tôi cần phải tìm kiếm thêm thức ăn thôi. Tìm kiếm thêm thức ăn và nước uống. Các bạn thấy chứ, đó là những con muỗi rừng. Chúng đang vo ve. Mọi người nhìn thấy không? Nó bay rất là nhiều. Đêm nay tôi sẽ phải buông màn, nếu không nó sẽ đốt tôi chết mất. Tôi đã tìm thấy một cây chuối rừng. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy được khả năng của chiếc xẻng bộ binh của Việt Nam nó nguy hiểm như thế nào. Toàn bộ thân và củ cây chuối đều có thể ăn được. Có rất nhiều nước và sẽ là thức ăn chống đói cho tôi. Nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Đó chính là phần củ chuối. Tôi sẽ dùng dao khoét sâu xuống dưới củ của nó, tạo thành một cái lỗ. Mọi người biết để làm gì không? Chính là để lấy nước đấy. Phần rễ của chúng đâm sâu xuống đất sẽ giống như những chiếc ống hút vậy. Nó sẽ hút nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng để nuôi thân. Bây giờ tôi sẽ đục một lỗ ở trên phần gốc này của nó.
và chúng ta sẽ có thể lấy nước từ đây. Phần nước này sẽ ngon, phần nước này sẽ ngọt và trong hơn rất nhiều khi ta uống ở thân. Ở thân cây sẽ có nhiều nhựa và rất chát. Tôi đã đục xong chiếc hố trên chiếc cốc chuối này rồi. Chỉ đôi khi sẽ mất vài phút, thậm chí là mất vài tiếng để chúng có thể đẩy nước lên. Mỗi chiếc hố như thế này, tôi gọi đó là cái giếng trời. Mỗi chiếc hố như thế này có thể cung cấp cho chúng ta từ 2,5 cho tới 3 lít nước mỗi ngày. Và mỗi một gốc cây chúng ta làm như thế này, chúng ta có thể lấy được nước từ 1 tuần cho tới 15 ngày, cho tới khi phần gốc này thối hoàn toàn thì chúng ta sẽ không lấy được nước đấy nữa. Mọi người có thể nhìn thấy này, phần nước đã bắt đầu rỉ ra rồi. Giờ tôi sẽ dùng một tấm lá để dậy lên trên mặt của nó để cho tránh bụi đất và côn trùng rơi vào. Chỉ vài tiếng sau tôi sẽ quay lại đây, chỗ này sẽ đầy ự nước. Giờ trời đã khá tối, tôi phải tìm kiếm thức ăn cho mình thôi. Những hốc cây, kẽ đá, tất cả những gì có thể tìm được. Trong những khu rừng nếu như biết cách, chúng ta sẽ tìm kiếm được rất nhiều loại thức ăn. Hãy xem đây, dưới lớp lá này sẽ chắc chắn tôi nghĩ là sẽ có thứ gì đó cho tôi. Đây rồi, nó là những con ốc đá. Bạn có thể tìm chúng một cách dễ dàng dưới lớp lá này. Thấy chứ? Các bạn nghe thấy chứ? Đó là tiếng kêu của những con dế đấy. Trời đã khá tối rồi. Nó đây này, tôi đã bắt được nó rồi. Mồng ngoan bổ dưỡng, thật là tuyệt vời. Tôi sẽ kiếm thêm vài con như thế này nữa. Hãy nhìn mà xem, nó là một con rắn. Thật là nguy hiểm. Đừng để nó bị cắn. Các bạn đừng để bị nó cắn nhá. Vì chỉ biết nó là rắn độc hay không. Hãy thật thận trọng. Nó tìm cách bỏ trốn. Các bạn thấy không, đôi giày gệt này rất có tác dụng. Vì nó là một loại giày cao cổ, cho nên là rắn không thể cắn tới chân chúng ta được. Hãy thận trọng khi bắt lấy nó, hãy chụp lấy đầu của nó như thế này đây. Một con rắn. Có bữa tối hôm nay rồi, thật tuyệt vời. Ở một số điều kiện khi ta không thể nấu chín thức ăn hoặc không có nước uống, việc kiếm được những con rắn như thế này là điều cực kỳ tuyệt vời. Tôi sẽ dùng dao để cắt đầu của nó. Bạn có thể uống máu của nó trực tiếp hoặc ăn sống nó mà không cần nấu chín. Nhưng khi nấu chín thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn đấy các bạn ạ. Rất tuyệt vời. Bạn có thể ăn sống nó như thế này đây. Khá dai, nhưng có thể ăn được. Tôi nghĩ sẽ ngon hơn nếu như chúng ta nấu chín nó. Tôi sẽ nấu chín nó lên, có lẽ sẽ ngon hơn đấy. Khi có lửa, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Lửa mang lại sức sống. Tôi sẽ cần phải nấu chín chút thức ăn này, như vậy sẽ ngon hơn. Đây là cách của tôi. Có một cái lỗ trong đống lửa nóng như thế này, ta sẽ thả chúng vào. Sau đó sẽ lấp. Sau đó thì mình sẽ lấp phần tro nóng lên. Như vậy chúng ta có thể có một món rắn lứa cực kỳ tuyệt vời. Tôi sẽ kiểm tra xem chiếc hố của mình, chiếc giếng trời của mình sẽ đạt bao nhiêu nước rồi. Hy vọng là sẽ nhiều nước đấy. Wow, đó là nước khá chát, nhưng có thể hoàn toàn uống được. Nó khá chát, nhưng cũng sẽ ngọt hơn nước ở trong thân cây của nó rích ra. Và đây là thứ mà tôi đang cần, rất cần. Giờ tôi sẽ lấy thêm nước. Giọt nước quý giá.
Tôi nghĩ mọi thứ đã chín rồi, giờ tôi sẽ ăn nó. Những con dế. Tôi sẽ thử với những con dế này trước. Chúng thật tuyệt vời. Rất thơm. Bạn có thể ăn nó một cách ngon lành mà không cần suy nghĩ gì cả. Chúng rất nhiều protein và năng lượng. Nếu như chị không để ý, các bạn cũng sẽ có thể tìm được rất nhiều loại thức ăn khác. Ngoài hoa quả, chúng ta còn cần bổ sung thêm năng lượng protein như thế này nữa. Đó là điều cực kỳ cần thiết cho việc sinh tồn. Chúng nó nuôi ô vắn cỏ. Mọi người nhìn thấy chứ? Dạ dày của chúng chú rất đầy cỏ. Những phần như thế này trông thật là kinh tởm nhưng có thể ăn được. Rất ngon. Tôi sẽ thử con rắn này. Nó rất thơm. Hãy nhìn mà xem. Phần thịt của chúng thật nhiều nước. Việc lường chín thức ăn như thế này sẽ giúp chúng ta tiêu hóa một cách dễ dàng hơn. Và chắc chắn cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn. Hãy nhìn mà xem. Những thứ thịt của chúng thật dai và săn chắc. Tuyệt vời. Nó còn là một nguồn năng lượng bổ dưỡng với tôi. Tôi sẽ không bỏ phí bất cứ một phần nào cả. Việc nướng cả con như thế này rất là ngon và ngọt. Giữ được phần nước. Tuyệt vời. Đó là phần ruột của chúng. Có ốc. Như thế này đây. Rất nhỏ. Nhưng mang lại đầy năng lượng đấy. Sau khi đã dùng xong bữa tối, đây là lúc mà tôi cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh Sinh Tồn Cùng Người Lính Việt Nam nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh, like và comment để cho kênh của mình phát triển nhanh hơn nhé. Để mình có thể làm những video đặc sắc và hay hơn nữa. Mỗi một lượt like là chia sẻ, comment của các bạn là một niềm động viên tới mình. Rất cảm ơn mọi người nha. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh và theo dõi những tập tiếp theo của kênh Sinh Tồn Cùng Người Lính Việt Nam nhé. Đêm nay tôi có thể ngủ một cách an toàn và yên lành rồi. Vì tôi không sợ mưa nữa. Chiếc giường của tôi đã có mái che. Ngoài ra tôi đã có màn để chống muỗi vắt. Vậy là tôi có thể yên tâm để ngủ được rồi. Việc bạn ngủ trong rừng mà không có màn cá nhân như thế này thì chắc chắn bạn sẽ bị muỗi vắt tấn công suốt cả đêm và bạn sẽ không thể ngủ được. Ngoài ra những con muỗi sẽ mang mầm bệnh sốt sốt rét. Nếu chẳng may bạn bị sốt sốt rét mà không kịp thời cứu chữa, bạn sẽ mất mạng trong từ 3 đến 5 ngày. Chính vì vậy, đừng coi thường những con muỗi nhỏ bé các bạn nhé.